Bữa nay thì nhóm của Thủy thì gồm có Thủy này, Thảo, rồi anh Phong, anh Kiệt, rồi anh Mạnh thì cũng tới để mà phụ bà giúp. Cái bàn này mới quan trọng mà mình giúp bà dọn thuốc, những thuốc cái thứ là, mình lấy cho nó gọn thôi. Không cần thiết bỏ bớt. Quá trời luôn. Nãy giờ mấy anh Mạnh không có bật. Thì hồi sáng thì kiểu như là cũng mấy anh em cũng nhờ nói chuyện sớm qua sớm để mà phụ dọn với bà luôn mà bà không có chịu. Rồi bà cũng sợ. Rồi bà muốn mấy anh em trực tiếp dọn cho nên là hôm nay thì mấy anh em gồm có 5 anh em thì cũng phụ dọn cho bà cho sạch. Mình dọn đi rồi còn cái lau chùi có thấy không về mình cũng nha. Đúng rồi, dọn đi rồi chút nữa rồi em phụ. Lấy đồ này nè bà, bỏ cái thùng hết nha. À, sao? Bỏ thùng này nha, được không? Không. Lấy đồ này. Ừ. Dùng cái thùng này nha. Ừ, lấy đồ này thùng rồi, được cái thùng quá, cái thùng quá để vào đây được nha. Dạ, thùng này để được. Wow, cái dưới này nó càng dữ dằn nữa nha. Cái này là lấy cây chổi đi, cây chổi gom quét rồi rồi mình xúc vô. Đúng rồi. Đó, cho nó gọn. Cái này có cái gì cái miếng mạnh hay gì mình chảy mình. Không, bây giờ lấy cái chổi. Không, mà lấy cái miếng thùng anh. Xí cái miếng thùng. Lấy miếng thùng mẹ anh Mạnh. Mình xúc. Ở đây mình không có cái chổi đó bà. Có à, có chổi mà đó. Đó, lấy cái chổi đi bà ơi. Cầm tay nhẹ cho cái tấm chổi. Cái này lên ra ngoài luôn bà. Không được. Ông cứ tới bỏ ngoài lấy đi. Ở dưới đây bà đang không đi không? Ừ. Dây điện không bạn? Nó giật á. Có dây điện hả sao? Tháo ra nghe bà. Ý là mình tháo ra để cho cái nhà nó rộng rãi bà ơi. Tháo ra đi. Cái dây điện đó nha. Rồi. Sao? Dọn kỹ á. Cho em tụi em qua nha. Chào chú chị. Nói chung mình cũng thấy ổn ổn định rồi đó. Cái cây sắt này là cái gì? Cái cây đứng này sắt đứng là nó rớt như vậy. Rồi giờ để kiếm cây chổi. Đó ở dưới đây thì thấy nó ổn định hơn. Bà đừng có gom mấy đồ này vô nữa nha bà. Vô một kiếm chổi rồi. À, nhìn gọn gàng hơn rồi bà ơi. Chút mua chả lại chị hả? Nhà bà không có cái chổi hả? Không có cái chổi thì nhà bà có chả có chả là để con đi mượn rồi đi mượn chút mua chả rồi ta. Bà ngồi yên đó đi bà ơi. Chị anh Phong. Này mà dọn sạch vô bà ấy nó bó tay luôn. Đúng bà rồi. Có mà vô đây mình uống được nữa nè. Bây giờ mấy anh em phụ bà dọn sạch hết mà hôm sau mà tới mà bà bày nữa rồi thôi cũng không biết sao luôn. Còn mấy dưới đây còn xài được mình để. Đúng rồi. Kêu bịch gạo hay gì vậy anh? Kêu bịch gạo hả? Này gạo em ơi. Rồi ổn định rồi ha. À, mấy anh cứ dọn đây rồi hồi xíu ha, tụi em quét rồi lau cho cũng được. Bà quét con cà bà cũng để quá trời luôn.
mấy cái miếng nhựa chắc lụm cho bà bán như chai quá. Lụm sổ ghi đề của bà vậy. Đây là ba anh đẹp trai. Mình ghét chơi hồi lâu rồi. Dạ. Quá trời của chú ơi. Đó là làm sáng giờ mấy anh em quên đi mua bao tay á của bán chị. Cái mà làm vậy luôn. Cái này đem bao tay thì cho nó. Này chịu đây nè. Này, cho ra đi. Đây cô chú anh chị, à, thị quay à, tổng thể lại cho quý cô chú anh chị xem ha. Hôm nay là bà thấy cô là dọn đẹp mắt luôn á. Nói chung là dọn đã, nói chung là nó cũng ổn định hơn á, mà hôm sau tới mà bà bày ra nữa thì không biết làm sao luôn. Thua luôn chứ sao. Bày nữa thì thua luôn, thua bà luôn. Bà ơi con chấm tay chấm cơm luôn. Bà đái ở trong nhà sao bay mùi dữ bà. Ở dưới chiếc xi lăng của ông nữa nè anh Mạnh. Anh Mạnh. Ở chiếc dưới xi lăng của ông nữa nó. 7 chiếc xi ra đây. Bà cá mệt rồi bà nghỉ rồi ơi. Làm thật khỏe vậy bà ăn uống cũng ngon nữa. Có bà ngủ cũng ngon nữa. Bà bỏ trong thùng luôn ạ. Này bỏ vô luôn nha bà. Nó gọn không? Thấy sạch chưa? Đó, bà thấy sạch sẽ chưa? Nó thấy không? Mấy chút xíu rồi. Đó, gọn gàng sạch sẽ hết rồi đó. Coi coi cọng dây nó dài lắm anh. Quạt bà sợ tốn tiền điện mà. Ổn định hơn rồi cô chú. Này chút dọn cái này luôn nè anh Mạnh ơi. Đó, bà thấy bữa nay nhà bà thấy cát chưa bà? Ở đây thì có ba anh đẹp trai, anh Phong, anh Kiệt với anh Hùng Mạnh. Thị Quế Thảo thì cũng đứng ở phía sau làm hậu khương ha mấy anh. Mấy tụi em còn làm còn mệt hơn anh. Phụ ship cái nào xài được các anh để lại. Dạ, mấy anh cứ dọn ấy đi một xíu nữa, tụi em phụ bà lau nhà rồi. Đi mua cái cây cái đồ lau nhà. Ở đây có mấy chai nhựa nữa nè. Này, dưới này à. Dưới này gọn hết rồi nè. Quét
rửa rồi xong rồi mình lau lại nữa rồi xong. Mình bỏ đâu ta? Đây. Mình bỏ nó. Bà nhớ là bữa sau là bà đừng có bày ra nữa nha. Bà bố là bà nằm ở trên đây bà ngủ, tụi con nằm dưới đây nha. Trên đây giường của bà nữa. Cái này còn xài được nên không để dưới đây. Rồi phụ bà ấy cho xong luôn. Con cũng phàm phàm nước đi ra giữa bỏ tạp con đây nha. Dạ. Con có à, đi ra con lấy cũng phàm nước ra. Sạch rồi bà ơi, thấy gọn gàng hơn rồi đó. Bỏ trong đây nè anh Mạnh. Mấy chai nước mắm anh ship gọn cho bà luôn. Mắm này để đây có xăng gì cho bố lên. Xăng mà. Thấy không, giờ nói chung là cũng đã sạch lắm rồi nè. Bà chỉ lau chùi thôi. Họ từ bà đừng có xả nước như vậy, để tụi con quét đã, quét xong rồi. U cái nhà sao quá trời bà. Để tụi con quét đã, quét rồi xong rồi mới ấy được. Trên đây đồ đạc gọn lắm rồi. Bên đây có mấy chai nhựa nữa, ấy luôn. Trên giường bà cũng có một tù lu nè. Đây cô chú, gọn gọn bớt rồi đó. Đây nè, ở trước đây nữa nè mấy anh đó, cái bịch này. Mặn hư hết rồi. Giờ nói chung thì mình phụ dọn cái bà sạch sẽ, còn điện là mình cũng không có làm gì, điện lắm mình quấn cho gọn gọn lại xíu được rồi. Cái đường nó đi nó không khó. Cái tự dọn nó cho nó gọn lên nè anh, dọn ở đây cho nó gọn lên. Cái bịch sữa đây nè anh Mạnh, bịch sữa đây lấy bỏ trong bàn luôn, trong bàn nãy em thấy anh Phong bỏ sữa đó, bà có coi lâu nha đó. Nó dọn từ nhà dưới lên nhà trên gọn gàng hết. Đây cần có giấy tờ của bà ở trên lên. Cái giỏ giấy tờ chỉ bà không thôi bà. Cái này để đâu ta? Mấy cái này để đâu ta? Cái mùng nào bà còn nằm thì để cho bà. Cái gối cho dục mùi. Cái này quá trời luôn nè, cái đó bỏ vô trong luôn anh Kiệt à, bỏ vô trong nó luôn cho nó gọn. Không để về nữa. Hộp cơm nhét kia nó cho.
Bà ăn cơm xong mà dục đó luôn mà. Bắt cái đó dục luôn đi, mua đồ mới. Bà ơi, bà tụi con ra dục mấy cái niệm cũ cũ rồi mua cái mới cho bà nha. Nha. Mấy cái đồ cũ dục hết nha bà. Rồi bà chịu rồi, dục rồi mua đồ mới cho bà nha. Thùng mà chắc bỏ ở sau luôn quá. Cái thùng mà chắc bỏ ở sau luôn. Giờ cũng tạo mẫu rồi, chỉ lâu như vậy. Không kịp đâu. Dạ. Đổ bà làm như sợ chó. Bà để gạch ống đủ thôi, đủ nơi. Rồi, mình ổn cho mấy anh kia vô thăm bà cái đi. Rồi. Mấy anh kia đang vô kia thăm bà. Rồi. Anh Vinh Lộc cũng điện bảo anh cho nó, bảo cho nó gọn lên luôn đi. À, thôi mình cứ nói máy này của anh hả? Dạ để con kêu lên cho. Rồi để, rồi. Thưa cô chú, bây giờ cũng có mấy anh em ở ngoài cũng đang chờ thăm bà cô chú. Thì anh em ở đây cũng tạm ngưng đi, tạm ổn rồi. Dạ. Để anh em mấy anh em đi vô thăm bà chút xíu rồi anh em sẽ lại lau nhà rồi tiếp tục dọn dẹp cho bà nữa nha cô chú. Cứ xem nè, quay cho cô chú coi thì nói chung là cũng gần xong hết rồi. Để đó đi. Này chỉ còn chút em Thảo với Thủy lau chùi lại nữa là được cô bác chị. Tại vì cũng có những anh em YouTube khác á là đi tới cũng đến giúp cho phần nào cho bà. Bây giờ mấy anh em mình đánh đi ra đi mấy đường vòng mình hết máy nha. Rồi. Rồi hẹn chú đi những video sau. Rồi. Đây cô chú thì nói chung thì cũng gọn gàng hết rồi ha. Cũng đỡ tạm ổn hết một phần rồi. Tuy nhiên thì bây giờ mấy anh em cũng có những anh em tới để mà giúp đỡ cho bà cho nên là thôi. Cũng tạm ngưng cái công việc lại đây để cho bà có khách nữa cô chú. Bà đã. Bà có người vô thăm bà kìa. Bà để đi chúng tụi con thấy cho. Bà lên để về có khách vô. Bà đi ra đi chút nữa tụi con cùng đó. Mình vô dọn tiếp để cho anh em vô thăm bà chút đi. Mấy anh em cũng xin khép đem tại đây. Hẹn với chú anh chị những video sau. Chào mời cô bác luôn nha. Rồi bà nói ai nói vài lời tụi con kết thúc video luôn nè. Hả? Bà nói vài lời con kết thúc video luôn nè. Nói cho đây. Nói là bà nói gì đó bà gửi lời đi. Bà, thành tâm cảm ơn nhà bà chợ và mấy cô với mấy chú nhà bà chợ dọn dẹp nhà tôi quá sạch sạch quá bà. Khán giả bên kia nhìn bà nữa kìa. Dạ. Dạ cảm ơn vậy là Phật. Cảm ơn mấy chú mấy cô nhà bà chợ dọn dẹp nhà tôi. Bữa nay sạch sẽ quá đã rồi, cảm ơn nhà bà chợ bà ơi. Không có được ấy nữa là dơ nữa bà. Giúp đỡ cho tôi dọn dẹp quá sạch rồi. Cảm ơn nhà bà chợ nhiệt tình giúp đỡ cho tôi, đặng chồng tôi về thấy nhà sạch mới về. Bà ơi, bữa nay dọn ra là nó lòi ra được chiếc dép kia bà. Đó. Lòi ra được chiếc dép này. Bây giờ không có chiếc đông chiếc tay của bà nữa, đây con lấy ra đây bà. Đây nè, đúng rồi. Đây cô chú thì nói chung thì cũng đã hoàn thiện 70% rồi ha. Thì tuy nhiên thì giờ bà cũng có khách lắm, cho nên là Thủy cũng mấy em cũng xin xin tạm ngưng cái video này và Thủy xin hẹn gặp lại tất cả những cô chú chị ở những video tiếp theo nha. Rồi bây giờ bà ra giữa tay nè, bà ra giữa tay bây giờ khách vô và tiếp khách nha. Rồi khách đâu? Khách đang chờ bên kia kìa. Bà giữa tay sạch sẽ đi. Cũng
Rồi, con chào bà luôn nha. Rồi, cô chú chị. Đây. À, nói chung thì giờ bà cũng có khách thì cho nên là mấy anh em cũng ngưng lại cái việc này để cho bà tiếp khách á. Rồi xong thì cũng sẽ phụ bà lau chùi nữa là xong luôn cô chú. Rồi, giờ mấy anh em cũng chào với cô chú anh chị, tạm kết thúc cái video này tại đây luôn và sẽ mà cập nhật cái video hoàn thiện hơn một xíu nữa để gửi tới với cô chú anh chị. Thì với cô chú anh chị mà xem những video của những người anh em á thì ủng hộ cho mấy người anh em bằng một cái nút đăng ký và cũng như là góp ý ở dưới phần bình luận để mấy anh em có thể mà đăng những cái video á nó hoàn chỉnh hơn nha. Rồi thì đã thay mặt cho những người anh em cảm ơn với cô chú anh chị bữa giờ cũng đã mà theo dõi và cũng như là ủng hộ. Rồi.